Cơm nấm hen, anh em thấy không? Con này là nhát chúa trong bầy cơm nấm mình luôn anh em. Mấy anh em nuôi cơm nấm mà thấy con nào nhát quá đòi bằng thịt đồ á thì nên nha. Mình thích cọc giò đi bán lâu rồi anh em. Giọng cứ nhát nhát mà tới hồi nó lên, nó muốn lên là nó có sợ thứ gì đâu. Con này chưa đâu, bù sau không biết chơi được không. Nó là nhát nhất bầy của mình luôn á. Ăn cơm nước máy mới bắt cơm nước máy nó mới như vậy nè. Mấy con của mình nè, con này không chịu be mà cũng kêu tập tập tiếng tiếng. Con này sừng nè. Không kêu réo gì hết á, mê gái à. Con này ngon nhất, cái bữa đấy sừng nó sợ. Xui rồi, già cú đế. Chân cẳng nó có yếu mà nó cứ đổi cái tiếng. Nó có hơi máy vô là bắt đầu nha. Con này nó nhát dữ lắm á, đổ nước là nó tung á. Sao chơi cũng được, thua luôn. Con kia